Các bệnh lý nam khoa thì có thể điều trị từ xa được không? Có thể điều trị online được không? Có thể nói đều có một cái thực tế rằng hiện nay các bệnh lý nam khoa đang rất phổ biến ở nam giới Việt Nam. Những cái tình trạng như rối loạn chức năng tình dục, suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh vân vân và vân vân đang gặp rất nhiều ở nam giới Việt Nam. Có tỷ lệ khoảng 30 đến 35% nam giới Việt Nam bị. Như vậy thì nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội thì không nói làm gì, nhưng rất nhiều những cái khách hàng ở tỉnh xa để tìm những cơ sở y tế uy tín, để tìm những phòng khám chất lượng và đặc biệt là tìm những cái bác sĩ nam khoa chuyên khoa sâu được đào tạo bài bản để có thể thăm khám và chẩn đoán, bắt đúng bệnh và điều trị kịp thời và hiệu quả là không phải là dễ. Chính vì vậy, điều mấu chốt trong cái vấn đề khám và tư vấn online 8 từ ra đó là các bạn phải kết nối được với những cái bác sĩ nam khoa nhiều kinh nghiệm. Đây thường là những bác sĩ hay đang công tác tại những bệnh viện trong nhà nước, có chức vụ thì càng tốt. Bên cạnh đó thì bác sĩ đã có thâm niên kinh nghiệm khoảng trên chục năm điều trị những cái ca khó hoặc điều trị hàng nghìn ca khó liên quan đến các bệnh nam khoa rồi, thì như vậy thì các bác sĩ nam khoa như vậy thì mới có đủ kinh nghiệm để nắm bắt được tình trạng bệnh của bạn nhanh nhất và toàn diện nhất. Qua đó, qua quá trình hỏi tiền sử, hỏi bệnh sử, chẩn đoán sơ bộ và sau đó sẽ hỏi bệnh những bệnh nhân để đưa ra những cái giải pháp, đưa ra những cái xét nghiệm cần thiết để bệnh nhân làm. Và khi các bệnh nhân làm được những cái xét nghiệm rồi thì có thể gửi từ xa để cho các bác sĩ đó thăm khám một lần nữa và từ đó đưa ra những chẩn đoán xác định để sẽ qua đó sẽ đưa ra những cái phác đồ điều trị an toàn, hiệu quả và toàn diện nhất dành cho bệnh nhân. Thì bây giờ bác sĩ Trần Thành sẽ mời các bạn chúng ta cùng kết nối với một khách hàng đến từ Bình Định. Anh này thì sau khi đã tìm hiểu bác sĩ Trần Thành qua rất nhiều những cái kênh thông tin đại chúng, anh đã mong muốn được bác sĩ Trần Thành tư vấn và giải quyết bệnh lý của anh. Đấy. Và chúng ta sẽ cùng đến một cuộc điện thoại đến từ Bình Định nhé. Một anh đến 54 tuổi. Đấy. Đấy thì bác sĩ sẽ khám và tư vấn từ xa để làm sao để cho anh 54 tuổi này yên tâm và biết rõ tình trạng bệnh của mình. Dạ, em nghe. Vâng, chào anh nhá. Dạ. Em vừa nay phải trực bệnh viện nên vừa phải hội chẩn một ca khó ở dưới cấp cứu. Nên là lúc anh vâng, bây giờ sẽ kịp tiện tư vấn cho anh. Còn thế anh 54 tuổi chắc là hiện tại đang công tác nhỉ? Đang làm việc gì? Dạ, nói chung là em công việc tự do ha. À, là công việc tự do. Nhà cũng có cái quán cà phê, những cái quán cà phê rồi. Dạ. Thế công việc có áp lực không? Dạ, nói chung là cũng không có việc gì áp lực nữa anh. Do là em nói chung là bệnh tình nó căng thẳng quá rồi. Em thấy cái công việc tới anh lên cái chương trình là thấy anh cũng thấy hay quá mà hay. Em cũng ấy tìm thuốc vừa đỡ uống cho em. Nói thiệt với bác á, lâu nay em cũng có uống thuốc bắc. Thuốc bắc hả? Dạ, thuốc bắc thuốc nam đầy đủ hết á. Thuốc bắc thuốc nam thì nó có thường chắc là nó không hiệu quả, rất là hạn chế đúng không? Dạ, nó cũng hạn chế lắm anh. Em có thời gian em cũng uống thuốc tây. Thuốc tây là nhưng mà nghe cái thuốc tây á mà sao em uống luôn em thấy nó cũng không có hào, không có ấy. Sao em thấy muốn là em đi chuyên khoa của bác sĩ nam ở bệnh viện Bình Dân ở trong Sài Gòn á. Là chuyên khoa luôn mà sao em uống nửa tháng rồi mà sao em thấy nó cũng chưa có hiệu quả. Cho nên là em thấy bác vừa đồng ý với vừa tay phản bác. Vâng, của em là đốc tư kết hợp đấy. Là em thấy vậy thôi, em theo bác tình nữ như thế nào rồi bác tư vấn. Ok, được rồi. Đỡ thuốc cho bác thuốc rồi em muốn nó ra sao em thấy như là nó em thua với bác rồi, là nó yếu lắm rồi. Yếu lắm rồi à? Yếu lắm rồi. Nói thì cười mà xấu hổ nhưng mà thật ra thì có gì đâu mà xấu hổ nhỉ? Anh cứ chia sẻ với thầy bác sĩ thế thì đồng chí vợ có phê bình gì không? Dạ, nói chung ra thì vợ thì nó cũng biết là nó cũng mua thuốc rồi tay em uống á, chỉ đầu nó cũng có ngâm mấy cái rượu xăm của Hàn Quốc rồi anh,
điều nó không có nói ra, nhưng mà nói là ông bác sĩ Sâm này tôi năm về cho em là người miền Trung thì nói nó hơi cập cập một chút nhanh, cho nên là năm rồi uống mà sao phải cũng có hiệu quả gì. Ok, rồi, rồi yên tâm. Bởi vì cái bệnh lý nam khoa này nó rất là phổ biến, nhưng mà tuy nhiên nó phải gặp thầy gặp thuốc cơ, có là mình phải gặp những thầy thuốc mà chuyên khoa sâu, phải tìm đúng bệnh và điều trị phải đúng thuốc điều trị, chứ còn dùng những thuốc nam, thuốc bắc rồi thuốc bổ rồi các thứ thì nó chỉ hỗ trợ một phần thôi, chứ còn là hiệu quả rõ rệt nó không có. Rồi. Rồi và thì trước hết là cảm ơn anh đã qua những cái rất là may là nhiều internet thì anh đã tìm đến bác sĩ Trần Thành, đúng không? Tin tưởng bác sĩ và mong muốn bác sĩ điều trị nhá. Vâng, rồi rồi, thì cảm ơn anh. Thì bây giờ bác sĩ sẽ hỏi một số câu hỏi để sẽ kết luận được cái tình trạng của anh xem mức độ như thế nào nhá. Và anh hỏi lại thì anh trả lời thật ngắn gọn thật chuẩn để giúp bác sĩ, để bác sĩ sẽ thống kê lại và qua đó sẽ hướng dẫn anh những cái phác đồ điều trị mà nó đơn giản hiệu quả nhá. Anh bị tình trạng này nó bao lâu rồi? Dạ nó đúng ra cũng 2 năm rồi bác. Ừ, thì tình trạng cương kém hay là xuất sớm? Dạ thời gian thì xuất sớm, nhưng mà thời gian từ thời gian mà giống như là đỡ nghiệm lại cũng từ gần 4 tháng đây á, là vừa sớm mà vừa lên vừa xìu ạ. Có nghĩa là tình trạng xuất sớm là bị trước đúng không? Ừ, xuất tinh sớm là bị trước và gần đây là bị tình trạng cương kém. Đúng rồi. Thế xuất sớm thì từ trước này thì lúc đưa vào đến lúc xuất được khoảng bao lâu? Đưa vào thì em nói thật với bác, làm vậy là nhấy nó đã ra rồi, cách đây 2 năm mặt. Thế là có nghĩa là chưa được 1 phút à? Dạ chưa. Ồ, thế là từ mức độ tương đối là nặng đấy. Thế cái độ cương cứng thì nó đợt này thì nó yếu hơn cả đợt trước đúng không? Dạ đúng rồi, đợt trước á là đợt 2 năm trở trước á là nó vẫn cứng đàng hoàng. Cứng tức là có thể đưa vào một cách dễ dàng đúng không? Dạ. Nhưng mà đợt này á thì nói thật với bác, nhiều khi chưa làm tầm nó đã chịu rồi. Ồ, chưa làm tầm nó sao? Khi lên đầu giờ nó có trình bày nó thật với bác luôn. Khi vào tầm đầu á là khi nó lên đầu vào tầm thì nó cũng ra luôn. Nó rất là dở chỗ đó. Thế thì mình cũng cảm thấy là nó cũng tự ti, cũng lo lắng không? Dạ đúng, tự ti rất là lo lắng. Ok, rồi. Buổi sáng là cậu bé là có chào cờ thường xuyên không anh nhỉ? Dạ không, lỡ cỡ lắm anh. Bữa nào giờ nói thật với bác, bữa nào nó mất tiểu lắm là nó mới cứng, còn mà nó không mất tiểu thì nó vẫn nằm im thôi. Rồi ok, thế ấy thì chỉ cần những cái bác sĩ nam khoa mà nhiều kinh nghiệm thì chỉ cần hỏi vài câu là các bác sĩ sẽ nắm được rõ bệnh của anh rồi nhá. Thì bác sĩ sẽ kết luận lại cái tình trạng của bệnh của anh sơ bộ như này. Anh đang bị cái tình trạng đó là rối loạn cương dương kèm với xuất tinh sớm nhá. Tức là bị cả hai cái tình trạng của người nam giới, tuy nhiên thì nó cũng không lên mức là nó quá là trầm trọng nhá, anh cứ bình tĩnh nhá. Cái tình trạng của anh là tình trạng xuất sớm có trước, sau đó cương kém nhá. Xuất tinh sớm đó là cái tình trạng mà cậu bé của người nam giới này không thể kiểm soát và duy trì được thời gian như ý muốn của mình để có thể gây khoái cảm cao độ cho bản thân cũng như đối tác, đúng không? Nhiều khi là mình muốn lâu hơn, muốn mạnh hơn, muốn nhanh hơn thì lại không được, mà nó cứ tự ra thôi, đúng không? Nhưng mà cái thời gian của anh là chỉ khoảng 1 phút là hơi ít đấy, ít quá. Còn cái rối loạn cương dương nó là cái tình trạng mà cậu bé của mình lại không thể đạt được và duy trì độ cương cứng để mình bắt đầu cách tự nhiên và kết thúc cách trọn vẹn. Cái của anh thì lại bắt đầu bây giờ là cũng bị hạn chế, bởi nhiều lúc là xìu trước khi bắt đầu, nó có là trước khi vào trận đã hết tiền và thứ hai là không còn sức nữa rồi đúng không? Đúng rồi. Nó thật sự là vậy nhá. Đúng rồi, nếu mà hai cái này nó kết hợp với nhau nó sẽ làm cho các cuộc quan hệ nó thất bại và nó không thể diễn ra được nhá. Vậy thì trước anh có mắc bệnh gì không? Anh có bị tiểu đường, mỡ máu, huyết áp hay là cũng phải mổ xẻ gì không? Em thì có cái bệnh cao huyết áp, nhưng mà hôm nay thì nói chung ra nó cũng ổn định lại. Em cũng bỏ huyết áp em không là một năm nay rồi. Là tại vì em uống huyết áp nhiều quá em cũng sợ, cho nên em giảm, anh bớt
cái là em không uống nữa. Ôi, huyết áp phải duy Và trì em đấy, huyết áp phải duy trì. Thế cái huyết áp bình thường bây giờ có theo dõi không? dạ em theo em có mấy đo theo dõi hàng ngày của em hết, nhưng mà nói chung ra là nó bình thường, lại bình thường là 130 hết anh, không không À, 130 là cái cũng vấn chấm đề cao rồi đó đấy. là Ừ, dạ, ok cho rồi. nên em bỏ thuốc tây em không có uống nữa. Nói thật sự là cách đây 2 năm là em uống duy trì 1 năm, nhưng mà em thấy ổn định là em bỏ, em không không uống nữa. Sợ nó uống tây nhiều quá em sợ nó cũng biến chứng, em sợ vậy cho nên em uống. Dạ nhưng Rồi. mà nói nghe cái ra nè bác, bây giờ là vừa đầu em 6 tháng em có đi Sài Gòn, mà cứ 6 tháng em đi kiểm tra 1 lần, là cái vừa đầu bác sĩ nó nói em là có triệu chứng bị tiểu đường, Ồ nhưng rồi, mà từ là cái triệu chứng tiểu đường của em á, là nó là dưới mức là từ 700, cho nên là nói là bác sĩ nói là chị không có cho uống thuốc, chỉ là gì cử ăn thôi chứ không có điều cho uống chỉnh thuốc. điều 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 chỉnh chế độ ăn uống sinh hoạt nhé. Rồi, ok rồi, Cho nên như là vậy là em tiện cũng báo cáo với bác là vấn đề đó, nhưng mà rồi. em nghi vấn nha là bác, em nghi vấn là chỉ có là em sợ là thận em nó sẽ có suy đổ Cái thận thì thì nay nay thận thì nay bác sĩ tư vấn rồi, thôi rồi nhá. Thế bây giờ để bác sĩ cho để cho tập trung vào vấn đề thì bác sĩ sẽ kết luận cái vấn đề của anh nhá. Anh bị rối loạn cương dương và xuất tinh sớm thì do mấy nguyên nhân sau đây. Nguyên nhân thứ nhất đó là do tình trạng mãn dục nam nhá. Ở độ tuổi 54 và so với phụ nữ có tình trạng mãn kinh thì nam giới bắt đầu có tình trạng mãn dục nam rồi. Vì do cái testosterone của anh bị suy giảm nhá. Nhá, độ tuổi 54 chắc chắn testosterone suy giảm rồi. Như vậy thì anh bạn đã bị tình trạng mãn dục nam. Thứ hai là cái tình trạng tiểu đường nó có nguy cơ rất là cao gây ra rối loạn cương dương. Có đến người ta bảo 25 đến 75% là nam giới mà bị tiểu đường sẽ bị rối loạn cương dương. Nhá. Thứ ba là bị cái huyết áp tim mạch nó sẽ làm cái áp lực tổng máu đến thể hang nó bất thường. Nó cũng sẽ làm gây rối loạn cương dương. Đấy. Đã như vậy thì cái của anh thì nó bị rối loạn cương dương là một cái vấn đề bình thường, bởi vì ở cái tuổi tác và anh bị mắc bị vấn đề như vậy thì, nhưng mà thực sự mà nói thì cái thời gian là hơi lâu và cái thời gian tiến hành quan hệ mà nó ngắn như vậy thì mình cũng rất là tự ti và lo lắng đúng không, mà mình cũng thấy muốn ảnh hưởng chất lượng cuộc sống của mình rồi đúng không. Đúng rồi. Ừ, nó ảnh hưởng đấy, về lâu về dài để như thế này thì không ổn, bởi vì mình không tiến hành được cuộc sinh hoạt và mình nó tâm lý nó lo lắng tự ti đúng không nhỉ. Đúng rồi. Ừ. Cho nên vậy thôi, giờ em nói ngắn gọn này thôi. Bác dụ trường hợp một liệu trình của em uống để là như thế nào đó, bác tư vấn cho em luôn là Cái như thế nào đó. rồi bác sĩ sẽ tư vấn nhé. Cái của anh muốn điều trị toàn diện thì phải điều trị cả triệu chứng cả nguyên nhân nhé. Thứ nhất là sẽ phải tăng cường testosterone nội sinh. Thứ hai là điều trị rối loạn cương dương nhé. Thứ ba là điều trị cả tình trạng xuất tinh sớm nhé. Và thứ ba nữa là cái huyết áp và tiểu đường phải chú ý theo dõi, điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập luyện nhé. Để làm sao hạn chế ăn đồ ngọt và bình ổn, làm sao huyết áp nó tốt. Và cái tốt nhất là huyết áp anh phải uống hàng định kỳ đi, anh phải khám lại và uống lại thuốc huyết áp đi nhé. Rồi sau Đúng đó thì rồi. bác sĩ sẽ lựa chọn những cái đơn phác đồ phù hợp để tư vấn cho anh nhé. Đấy thì hôm nay thì qua tư vấn thì đã tìm được nguyên nhân cho anh rồi. Đấy, chứ còn mà anh ở Bình Định mà ra Hà Nội rất là vất vả đúng không? Đúng Mà rồi, đúng rồi. anh lại rất là tin tưởng và yêu mến được bác sĩ Trần Thành thì bác sĩ Trần Thành rất là cảm ơn anh nhá. Và thế thì bác sĩ sẽ kê cho anh những cái phác đồ điều trị phù hợp nhất và nó sẽ đảm bảo hiệu quả và an toàn nhá. Đấy thì là đấy thì qua gọi trực tiếp thì mới mới nắm rõ được tình trạng bệnh của anh. Sau đây thì bác sĩ sẽ cùng với những cái tổ trợ lý và các tổ chuyên môn của phòng khám Bảo Nam sẽ bắt đầu soạn những cái liệu trình phù hợp cho anh, và sau đó thì sẽ gửi cho anh những cái cẩm nang điều trị và chúng tôi sẽ đồng hành cùng anh trong suốt cái thời gian tới nhé, từng tuần, từng tháng, để làm sao mà đồng hành cùng anh trên hành trình tìm lại bản lĩnh phái mạnh nhá anh nhá. Nhưng mà anh phải xác định là cái bệnh của anh nó bệnh mãn tính đấy, vì thế nó không thể một sớm một chiều mà nó ổn định được ngay đâu. Chúng tôi sẽ cố gắng điều trị cho anh ổn định trong khoảng trên dưới 3 tháng nhé, 3 tháng. Và đấy, sau từng tháng một nó sẽ cải thiện dần dần, tăng dần, nó sẽ cải thiện về độ cương cứng, cải thiện về thời gian. Nhưng mà để mà ổn định hẳn nó phải sau 3 tháng. Và sau 3 tháng chúng ta sẽ đánh giá lại tình hình xem mức độ đáp ứng tốt điều trị của anh như thế nào nhé. Ừ. Anh yên tâm nhé, thì bác sĩ Trần Thành em gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi, em điều trị rất nhiều ca khó, trường hợp của anh thì mức độ cũng cũng không phải là khó lắm đâu nhá, sẽ đi cải thiện được nhá.
yên tâm nhá. Ok anh. Dạ dạ. Ok anh nhá. Bây giờ là bác sẽ ấy rồi bác nhắn qua Zalo hay là. Vâng rồi. Bây giờ em sẽ soạn cái liệu trình dựa vào cái tình trạng bệnh cụ thể của anh, sau đó thì em sẽ nhắn tin cho anh để anh lựa chọn những cái giải pháp nào mà anh thấy phù hợp, nó còn phù hợp về mức độ kỳ vọng bệnh và mức độ điều kiện kinh tế của anh nữa cơ nhá anh nhá. Anh là tâm nhá, thì em sẽ cùng với tổ trợ lý của phòng khám Bảo Nam sẽ soạn điều chỉnh phù hợp cho anh và sẽ sau đó sẽ gửi cho anh nhá. Rồi, cảm ơn bác. Ok anh, và thế chúc anh buổi chiều vui vẻ nhá. Chúc anh sớm mạnh khỏe nhá. Luôn hạnh phúc nhá. Chào anh nhá. Các bệnh lý nam khoa hoàn toàn có thể điều trị từ xa nếu như các bệnh nhân tìm được đúng những cái bác sĩ chuyên khoa nam học nhiều kinh nghiệm. Tại đây các bác sĩ sẽ hỏi thăm khám và tình trạng bệnh sử, tiền sử, qua đó thì sẽ định hướng cái chẩn đoán, tìm một được nguyên nhân. Và khi chúng ta xác định được mức độ, tìm một được nguyên nhân thì các bác sĩ sẽ chỉ định cho những cái xét nghiệm cần thiết nếu có. Và nếu như không chỉ định những cái xét nghiệm không cần thiết thì các bác sĩ sẽ đưa ra những giải pháp làm sao phù hợp nhất để bệnh nhân sẽ sớm hồi phục lại cái bản lĩnh phái mạnh của mình. Đây là một cái trường hợp mà bác sĩ Trần Thành vừa mới tư vấn cho một cái anh 54 tuổi đến từ Bình Định, Quy Nhơn, Bình Định. Anh bị cả tình trạng cương kém, cả xuất sớm. Cái nguyên nhân của anh nó là do tình trạng mãn dục nam, và nguyên nhân nữa đó là những nguyên nhân do tiểu đường, tim mạch, huyết áp. Như vậy thì bên cạnh bồi phụ testosterone, bên cạnh điều trị ổn định tim mạch, tiểu đường, huyết áp thì vấn đề điều trị rối loạn cương dương là rất cần thiết, và bên cạnh đó giúp phải điều trị thêm những cái phác đồ để đi kéo dài thời gian xuất tinh. Và như vậy thì bác sĩ Thành tin tưởng chắc chắn rằng cái hiệu quả sẽ đến với anh thôi, bởi vì khi kết nối trực tiếp với bác sĩ đã nắm rõ được mức độ bệnh, tìm hiểu được nguyên nhân thì chắc chắn sẽ đưa ra những cái phác đồ điều trị hiệu quả. Vậy các bạn còn chờ gì nữa? Nếu các bạn mắc các vấn đề về nam khoa, các bệnh lý về yếu sinh lý, rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh, suy giảm ham muốn hay những vấn đề khó khăn trong vấn đề sinh hoạt tình dục, nếu các bạn cứ âm thầm chịu đựng, nếu các bạn cứ quên nó đi thì cái vấn đề nó vẫn còn, và càng ngày nó càng nổi cộm và càng ngày nó càng lớn dần lên. Đấy, các bệnh lý nam khoa thì nó rất khó có thể tự khỏi được, đặc biệt là những cái các bạn ở độ tuổi từ trung niên trở lên. Mặc dù tự tin lo lắng như vậy nhưng phác đồ điều trị thì không quá khó khăn. Ngày nay có rất nhiều những phương thức thuốc tốt, rất nhiều những liệu trình phù hợp để giúp chúng ta thay đổi tình hình, cải thiện chất lượng cuộc sống, cải thiện chất lượng cuộc yêu, giúp chúng ta tìm lại bản lĩnh phái mạnh. Thì bác sĩ Trần Thành cùng đội ngũ của phòng khám nam khoa Bảo Nam sẽ luôn luôn sẵn sàng đồng hành cùng tất cả các bạn để giúp các bạn tìm lại bản lĩnh phái mạnh để có một cuộc sống mạnh khỏe hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn trong cuộc sống.